Hiện nay nguồn vốn tín dụng tại các ngân hàng dồi dào nhưng doanh nghiệp và người dân vẫn khó tiếp cận. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng đã và đang đưa ra các chính sách ưu đãi về lãi suất, kích thích đầu tư và tiêu dùng, từ đó khơi thông mạnh hơn nguồn vốn tín dụng ra thị trường. Trong một năm gần đây, khi ngành vận tải hàng hóa đang gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp này đang nỗ lực xây dựng thêm các mô hình kinh doanh. Để đầu tư trang thiết bị mới, doanh nghiệp có tìm hiểu thông tin về lãi suất của các ngân hàng. Nhưng quy trình thủ tục khó khăn cùng yêu cầu về tài sản thế chấp nên vẫn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Thời gian vừa rồi thì các doanh nghiệp là khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay. Nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là các ngân hàng thời gian vừa rồi thì họ giảm cái tỷ lệ định giá tài sản của các doanh nghiệp xuống và cả người dân xuống. Bởi vì là như chúng tôi là sẽ phải chi trả một cái khoản tiền để bù đắp cái phần giảm đó. Và ngoài ra nữa thì cộng thêm cái sự khó khăn của tình hình kinh doanh thì nó sẽ làm cho chúng tôi cũng trở lên khó khăn hơn. Để tìm ra những giải pháp khơi thông dòng chảy tín dụng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang cố gắng cân đối các loại chi phí hoặc các nguồn vốn đầu vào để có mức lãi cho vay một cách hợp lý hơn. Đợt này chính sách lãi suất cho vay của các ngân hàng trong tỉnh khá tốt. Nhờ vậy tôi có thêm nguồn vốn để tiếp tục duy trì kinh doanh. Tiền trả lãi suất ngân hàng tháng cũng được giảm khá nhiều. Để thu hút người vay, các ngân hàng buộc phải cân đối chi phí vốn đầu vào, tiết kiệm chi phí hoạt động để có thể có mức lãi suất vay cạnh tranh. Đặc biệt, sau chỉ đạo phải công khai lãi suất cho vay của Thủ tướng Chính phủ, áp lực cạnh tranh giữa khách hàng của các ngân hàng ngày càng gắt gao hơn. Với cái biện pháp mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cho 6 tháng cuối năm, đó là tạo điều kiện một cách thuận lợi hơn nữa trong vấn đề hạ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên cơ sở tiết giảm những chi phí và trên cơ sở cái điều hành cái lãi suất của ngân hàng nhà nước một cách ổn định để tạo cái mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ổn định và hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Thời điểm này, các ngân hàng đang nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức ưu đãi, từ đó khơi thông dòng vốn, giúp doanh nghiệp, người dân bổ sung tiềm lực, tháo gỡ khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh.